đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube báo Vietnamnet. Sau đây là những tin chính. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc mưa lớn dồn dập, trung bộ nắng nóng. Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, từ ngày mùng 10 đến 19 tháng 8, thời tiết Bắc Bộ còn nắng nóng đến gay gắt một ngày, sau đó vào đợt mưa lớn kéo dài. Cụ thể, ngày mùng 10 tháng 8 miền Bắc có nắng nóng. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng Bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nóng gay gắt tới nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, các nơi khác 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Từ chiều tối và đêm mùng 10 đến 15 tháng 8, khu vực có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Trong đó, đêm ngày mùng 10 và 11 tháng 8, Bắc Bộ có mưa rào và rông trên diện rộng. Cục Bộ có nơi mưa to và rông. Riêng vùng núi phía Bắc, khả năng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều tối và đêm 11 đến 15 tháng 8, Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và rông. Cục Bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 16 đến 19 tháng 8, khu vực có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn. Khu vực Trung Bộ, thời kỳ từ mùng 10 đến 19 tháng 8, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong đó, ngày mùng 10 đến 11 tháng 8, có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 50%. Những ngày sau đó, nắng nóng ở Trung Bộ còn tiếp diễn nhưng với cường độ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ mùng 10 đến 13 tháng 8 có mưa rào và rông rải rác. Từ 14 đến 19 tháng 8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm mùng 10 đến 16 tháng 8, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Từ 17 đến 19 tháng 8, có mây, có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ngày mùng 10 tháng 8 từ 36 đến 38 độ, sau phổ biến từ 30 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 25 đến 28 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa ở miền Bắc, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày đầu, mùng 10 đến 12 tháng 8. Ngày mùng 10 tháng 8, ngày 7 giờ đến 19 giờ, có mây không mưa, trời nắng nóng gai gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, 3, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ độ ẩm trung bình 55 đến 60%, khả năng mưa 10 đến 20%. Đêm 19 giờ đến 7 giờ, nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc sét gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 95%, khả năng mưa 65 đến 70%. Ngày 11 tháng 8, ngày 7 giờ đến 19 giờ. Nhiều mây có mưa rào và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc xét gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Độ ẩm trung bình 70 đến 75%. Khả năng mưa 80 đến 85%. Đêm 19 giờ đến 7 giờ. Nhiều mây có mưa rào và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc xét gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ độ ẩm trung bình 85 đến 95%, khả năng mưa 80 đến 85%. Ngày 12 tháng 8, ngày 7 giờ đến 19 giờ, nhiều mây có mưa rào và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 23. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 70 đến 75%, khả năng mưa 80 đến 85% đêm 19 giờ đến 7 giờ, nhiều mây, có mưa rào và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc xét gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình 85 đến 95%, khả năng mưa 80 đến 85%. Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn đến 400mm, nguy cơ cao ngập lụt lũ quét. Chiều ngày 9 tháng 8, Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có những đánh giá về đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở miền Bắc và Trung Bộ, đồng thời nhận định diễn biến đợt mưa lớn sắp tới. Theo số liệu chúng tôi thu thập được, từ đầu tháng 8, nắng nóng đã xuất hiện diện rộng trên các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Sang ngày mùng 3 tháng 8, vùng nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ông Tuấn thông tin, theo ông Tuấn, hiện nay nắng nóng đã tiếp tục mở rộng toàn Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ ghi nhận khoảng 36 đến 38 độ, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại một số nơi lên đến 39 độ, như đường con Cuông Nghệ An 39,3 độ, Hương Sơn Hà Tĩnh 38,9 độ. Đồng Hới, Quảng Bình, 39 độ. Tuy Hòa, Phú Yên, 38,9 độ. Ông Tuấn cho biết, nguyên nhân là do tác động của vùng nắng nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn gây ra đợt nắng nóng này. Số liệu quan trắc mới đây cho thấy, đợt nắng nóng trên khắp các tỉnh Bắc Bộ kéo dài đến ngày mùng 10 tháng 8, nhiệt độ đỉnh điểm trong đợt lên đến 36 đến 38 độ đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có điểm cao lên trên 39 độ. Ông Tuấn nhận định, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 10, 11, sau đó có xu hướng dịu lại. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng đến hết ngày 12, 13, sau đó mức độ nắng nóng suy giảm. Đáng chú ý, ông Tuấn thông tin Số liệu cập nhật mới nhất chiều ngày 9 tháng 8 cho thấy, đêm mai ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, khả năng xuất hiện vùng môi trường gió từ mực tầng thấp đến tầng cao. Từ đêm mai, các tỉnh vùng núi và Trung Du xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, và đêm 12 có khả năng lan rộng toàn Bắc Bộ. Lưu ý có hai điểm. Thứ nhất, mưa xảy ra từ chiều tối đến đêm sẽ tác động lớn trên khả năng phòng tránh và quan sát để nhận diện mưa, khác với ban ngày. Thứ hai, gió hội tụ cao ở tầng thấp và phát triển lên tầng cao, dày dẫn đến những điểm mưa, mưa rất to, tập trung ở khu vực hẹp, không gian các tỉnh. Cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng ở các đô thị và sạt lở đất trên các tỉnh miền núi phía Bắc. Ông Tuấn nhấn mạnh. Theo ông Tuấn khả năng đợt mưa lớn ở các tỉnh, thành Bắc Bộ kéo dài đến sáng ngày 15 tháng 8. Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8, Bắc Bộ có mưa rào và rông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và rông. Riêng vùng núi phía Bắc có khả năng mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi hơn 150 mm từ chiều tối và đêm 11 đến 15 tháng 8, Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi hơn 400 mm. Chuyên gia cảnh báo La Nina sắp bắt đầu, mưa lũ dồn dập và khắc nghiệt. Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có những phân tích và nhận định về khả năng mưa trong tháng 8 và các tháng cuối năm. Theo đó, tháng 8 là mùa mưa chính ở khu vực Bắc Bộ và đợt mưa từ 28 tháng 7 đến nay có thể duy trì đến khoảng ngày 3 đến mùng 4 tháng 8. Trong giai đoạn này, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và cục bộ vẫn có những điểm mưa to đến rất to. Từ ngày mùng 5 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần, từ mùng 6 đến mùng 7 tháng 8 trở đi, mưa tiếp tục giảm và chuyển nắng. Giai đoạn từ ngày mùng 8 đến 11 tháng 8, các tỉnh miền Bắc khả năng xuất hiện đợt nắng nóng. Chúng tôi nhận định nếu mưa xảy ra trong tháng 8 thì phải hết đợt nắng nóng trên sau ngày 11 tháng 8, ông Hường cho biết. Cũng theo chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, từ nửa cuối tháng 8 và tháng 9 trở đi, hiện tượng La Nina bắt đầu tác động. Do đó, mưa trong tháng 9 ở Bắc Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng lưu ý, từ tháng 9, La Nina tác động chung với thời điểm mưa bão, lũ ở miền Trung. Với sự ảnh hưởng này, mưa bão, lũ ở Trung Bộ khả năng xảy ra dồn dập trong khoảng nửa cuối tháng 9 và tháng 10 đến 11 năm nay. Ông Hưởng nói thêm, theo quy luật, và những năm xuất hiện La Nina, tác động của hiện tượng này thường gây mưa cao hơn trung bình nhiều năm. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới cũng nhiều hơn trung bình nhiều năm. Thực tế ở miền Bắc, từ đầu mùa mưa, tổng lượng mưa hầu hết đều cao hơn trung bình nhiều năm từ 30 đến 80%, một số nơi còn cao hơn 80 đến 100%. Đặc biệt, tại Bắc Quang, Hà Giang và Quảng Hà, Quảng Ninh, lượng mưa riêng trong tháng 6 đã lên tới 1,105 đến 1,121 mm, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ ở Bắc Bộ trong gần một tuần qua đã làm 9 người chết, 63 nhà dân phải di rời khẩn cấp, gần 600 nhà bị ngập và ảnh hưởng. Đồng thời, mưa lũ cũng khiến cho gần 2.500 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, 33,2 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, ghi nhận gần 300 điểm bị sạt lở, ách tắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 8, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, cao hơn từ 5 đến 10%. Khu vực Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 15 đến 30%. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, thấp hơn 5 đến 10%. Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, mưa rông tại các khu vực có thể kèm theo lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Cùng thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trung bình nhiều năm 2-3 cơn. Nắng nóng trong tháng 8, dự báo tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng cường độ không quá gai gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay do có sự xuất hiện của la nina nên mùa mưa bão khả năng có diễn biến phức tạp và khó lường đặc biệt lưu ý những cơn mưa bão gây ảnh hưởng mạnh đến nước ta thường xảy ra vào giai đoạn cuối năm